Thưa quý vị, trong không khí sản xuất những ngày đầu năm mới, trong hai ngày hôm qua và hôm nay đã có 23 tàu biển ra vào khu vực biển Quảng Ninh để làm hàng với sản lượng trên 135.000 tấn hàng hóa, trong đó tại cảng container quốc tế Cái Lân. Thì vào 7 giờ sáng nay đã đón chuyến tàu đầu tiên sông cảng năm 2021, chở gần 34.000 tấn hàng nông sản thức ăn chăn nuôi. Dự kiến trong hai ngày thì sẽ tổ chức bốc xếp giải phóng toàn bộ số hàng hóa trên đi các tỉnh trong cả nước. Các sản lượng hàng hóa còn lại được tổ chức bốc xếp tại khu vực cảng Hòn Gai và cảng Cẩm Phả tất cả các chuyến tàu biển tổ chức bốc xếp hàng hóa qua đây thì đều phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Được biết là mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng mà sản lượng hàng hóa sản lượng hàng hóa hàng hải qua khu vực Quảng Ninh năm 2020 vẫn đạt gần 110 triệu tấn và đạt sản lượng kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.